Nó bắt đầu từ 2019, là lúc đó là cái kỳ mà mình apply vô trường. Thì em đã apply rất là nhiều trường, nhưng mà một trường mà em thích nhất thì nó lại không cho em học bổng. Nhưng mà em cũng thôi, thì cái trường mình thích nhất thì mình cứ apply vô thôi. Thì em apply vô được, thì lúc đó là em đang đánh cho bên Citywing, thì em phải ngưng mùa giải, tại vì lúc đó là đội đang đấu playoff, thì là trường nó đã bắt đầu rồi, nên là em phải quyết định là mình phải đi học thôi. Thì em đi học cũng được 5 6 tháng gì đó, thì lúc đó là dịch bùng, thì em quay về Việt Nam. Thì lúc đó thì em vừa có thể vừa chơi bóng rổ và vừa học luôn. Lúc đó em thì cũng hơi nản một chút, tại vì kiểu học rất là nhiều với lại tập cũng rất là nhiều, thì có những lúc em cũng đã bỏ bóng rổ một chút, xong rồi bỏ học một chút. Thì nhưng mà em kiểu dần dần em quen rồi, sau em quen thích nghi cả hai rồi, thì em thấy chuyện đó bình thường rồi. Khi em cầm được cái tấm bằng trên tay thì em rất là vui, và em kiểu em khoe với tất cả mọi người luôn, cả gia đình bạn bè, vì em không nghĩ là em đậu được đại học, nhưng mà em rất là vui. Trong đầu em thì lúc nào em cũng nghĩ tới việc mà mình sẽ đi học, tại vì em lúc nào cũng có một cái định hướng xa, là em nghĩ là sau này sau khi chơi bóng rổ xong thì em sẽ muốn làm cái gì. Thì đó là lý do tại sao em đi học ở bên Mỹ, và em đi học quản lý thể thao, vì sau này em muốn giúp phát triển thể thao nước nhà, đặc biệt là bộ môn bóng rổ. Bây giờ thì hiện tại em đang ở Việt Nam, vậy vì em muốn tập trung vô về chuyên môn về bóng rổ hơn, bởi vì em hy vọng sau này là được vô đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Thì SEA Games sắp tới sẽ xảy ra, thì em muốn tập trung vô việc đó. Thì em nghĩ em sẽ cho em 2 3 năm gì đó để làm được cái việc đó, còn nếu không được thì em sẽ quay lại học thạc sĩ. Thì em đang định hướng là học ở châu Âu rồi. Công của Tony Hoàng Tú. Lực Hoàng Tú 45 độ và cũng là cú ra tay quá ngon của Tony Hoàng Tú. Em quyết định trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, bởi vì em muốn chứng tỏ mọi người là anything is possible, là cái gì cũng có thể xảy ra được. Tại vì em biết là em kiểu chiều cao em nó không được cao lắm, nhưng mà em vẫn chứng tỏ mọi người là em có thể chơi được ở trình độ cao. Thì em hy vọng là em có thể truyền đạt được cái thông điệp đó với mọi người. Thì sau mùa giải vừa rồi thì em được lọt vào danh sách cầu thủ tiến bộ nhất của năm. Thì mặc dù em không được đạt, nhưng mà em được được vô danh sách, thì cái đó là nó đã cho thấy được cái sự nỗ lực được mọi người kiểu công nhận được. Thì em rất là vui, và em nghĩ nếu mà em cứ cố gắng nỗ lực mỗi ngày thì điều gì cũng có thể xảy ra. Bởi vì cũng có vài trận em số phút của em cũng nhiều hơn anh Nang, thậm chí cả anh Bản luôn. Thì nếu em cứ tiếp tục phát huy như vậy thì một ngày nào đó em sẽ đánh chính cho Sàng Khít và được lọt vô đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Thực sự em rất là yêu bóng rổ, và em nghĩ là em chưa bây giờ hiện tại thì em chưa đạt được cái đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Em nói em mới về đây, em sẽ dành thời gian nhiều hơn về bóng rổ, kiểu sẽ cho em một thời gian để tập trung hơn, để xem em như thế nào, xem mình sẽ tới đâu, và nếu mà không được thì em sẽ đi học, và em cũng sẽ học và cũng sẽ cái gì đó liên quan tới thể thao bóng rổ, bởi vì em rất là thích bóng rổ và em muốn những điều tốt đẹp cho cái bóng rổ Việt Nam, thì em muốn kiểu phát triển nó.